cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can trong vụ án người phụ nữ giết hại giả mang ba bà cháu sau đó đào hố giấu xác trong vườn cà phê Sáng ngày 27 tháng 5, công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can trong vụ sát hại ba bà cháu gây hoang mang dư luận tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Bị can Nghiêm Thị Nhi, 48 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà bị khởi tố về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Hoàng Thị Vượng, 71 tuổi cùng hai cháu nội là Đàm Đức Tiến 4 tuổi và Đàm Thị Nguyên Thảo 3 tuổi ở gần nhà nghi phạm. Như truyền hình tuổi trẻ đưa tin, sáng ngày 24 tháng 5, bà Vượng cùng hai cháu nội là Tiến, 4 tuổi và Thảo, 3 tuổi đi chơi trong thôn. Bà Vượng đưa hai cháu đến nhà bà Nhi chơi. Tại đây, ba bà cháu xin xuống vườn hái bơ nhưng xảy ra cãi vã với bà Nhi. Sau đó, bà Nhi dùng dao băm dâu chém liên tục vào người bà Vượng rồi quay sang chém cháu Tiến, Thảo. Khi thấy bà nạn nhân tử vong, bà Nhi lôi thi thể ra sau vườn đào hố chôn rồi bắt xe ôm ra huyện Đức Trọng, cách nhà khoảng 50 km. Theo công an tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng chứng minh bà Nhi có đồng phạm trong vụ án nghiêm trọng này. Trước đó, cơ quan công an có mời chồng và con trai của nghi phạm để hợp tác điều tra. Tuy nhiên đến chiều ngày 26 tháng 5, chồng và con trai nghi phạm đã được cho về nhà.